Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình quay trở lại với video review cái dự án Hashcard này. Đây là cái wallpaper giấy trắng của dự án này. Hôm nay mình sẽ phân tích về cái giấy trắng này. Đây là một cái phân cấp crypto, hệ thống quản lý quỹ trong trường hợp quỹ của bạn phát triển dưới sự kiểm soát của riêng bạn. Thì đây người ta đang giới thiệu về cái crypto và sự phát triển của nó, cái ý tưởng phân cấp tiền tệ bị đánh bại bởi những người tiên phong trong ngành ấy. Giới thiệu tầm nhìn của sáng tạo cryptocurrency đầu tiên đó là Satoshi Nakamoto, là làm cho giao dịch Bitcoin trong cái cuộc sống thực của toàn thế giới. Thì trong 10 năm trở đây thì nhiều blockchain sử dụng công nghệ cryptocurrency đã nổi lên. Thì trong hết các trường hợp thì thường nhờ các nhà cung cấp dịch vụ thanh khoản ngần ngại về cryptocurrency do thực tế những tiếp xúc không lường trước được cái sự chạy nguy cơ gây tổn hối đoái và biến động giá cả. Thì các crypto xây dựng bằng cách sử dụng công nghệ blockchain có tiềm năng thành một vấn đề hệ thống thanh toán toàn cầu ngày nay. Những trở ngại này là biến động giá cả. Thì trong thực tế cuộc sống, cá nhân tương tác với những người bằng cách mua cung cấp mặt hàng của họ, tìm kiếm mà nơi kiếm các hạng mục chiếm ưu thế trong cái sinh hoạt hàng ngày cho rất nhiều người dùng. Thì Hashcard này cung cấp một cái nền tảng tích hợp thị trường, các thành viên khu phố và các doanh nghiệp người dùng có thể kết nối. Vấn đề trong cái thị trường này thì crypto tiếp tục tăng trưởng trên cơ sở hàng ngày và đối với nhà đầu tư để chút kiến thức về các loại tiền tệ, các loại hợp đồng ngay rồi đầu tư trở nên khó khăn và phức tạp, chủ yếu là một vài đồng tiền có sẽ được chọn như Bitcoin, Ethereum, Dash hay Litecoin. Thì đầu tư vào ICO, người ta thường nghe những câu chuyện về mua thẻ trong ICO, sau đó họ nhảy về giá trị thanh toán tiền mặt ra ngoài và làm cho rất nhiều tiền. Thì ICO với của chúng tôi mở bán ICO đồng khác nhau, trong đó chúng ta hy vọng chúng ta một cái mã thông báo rằng mọi người sẽ mua vì giữ giá trị của cho họ và họ sẽ thực sự muốn sử dụng nó chứ không phải chỉ thương mại nó ngay lấy cơ hội sớm nhất họ nhận được. Thì chúng tôi không bán một phần công ty bằng bảo an ninh, đây là một dấu hiệu cho nó cái ứng dụng thực tế mà có thể bán lại trong cái tương lai nếu bạn muốn. Đây là cái sự khác biệt quan trọng. Thì đây giới thiệu về Hashcard, thì là một cái chương trình quản lý quỹ crypto thực sự phân cấp. Hashcard giải quyết chênh lệch về độ tin cậy đã nổ ra giữa chương trình quản lý quỹ đầu tư. Được xây dựng trên Ethereum hệ thống blockchain, Hashcard được xây dựng trên lưu trữ Ethereum hệ thống blockchain, một cái tiêu chuẩn công nghiệp trong một cái chương trình tài chính cryptocurrency dựa vào ERC-20 hay mã tiêu chuẩn này. ERC-20 là tiêu chuẩn của thẻ các hợp đồng thông minh trong cái việc xem xét đảm bảo an ninh chưa từng có của quỹ đầu tư của bạn với Hashcard. Thì hợp đồng thông minh dựa trên HODL thường hệ thống và crypto trao đổi, thì Hashcard là hệ thống quản lý quỹ được lập trình để cung cấp cho bạn cái lợi ích trong khi bạn đang nắm giữ Hashcard token trong một cái hệ thống blockchain cộng đồng. Thì đây là một số cái tính năng điểm của cái Hashcard này, lợi thế cạnh tranh so với cái thoát scam và hành vi gian lận. Với cái ý tưởng trung tâm phân cấp thị trường để đánh bại những cái người tiên phong trong ngành công nghiệp thông qua các chương trình Ponzi tập trung, thực sự phân cấp và minh bạch chưa từng có. Thì trong cái sự phát triển của Hashcard, chúng tôi chắc chắn rằng không có sự chức năng tập trung triển khai cho cái quản lý quỹ này ERC-20 cung cấp bởi Ethereum giúp chúng ta thực hiện điều này càng tốt, tiền gửi vào trong hệ thống Hashcard vẫn được sự kiểm soát của bạn theo cái hợp đồng của chính bạn bắt đầu trong cái quá trình mua. Về cái hạn chế số token thì Hashcard cung cấp thẻ chỉ có 40 triệu thẻ tổng thể. Thì giống như cái hệ thống kinh tế dựa trên cái tình trạng giảm phát thì số lượng thẻ sẽ vẫn giống nhau và sự gia tăng nhu cầu về giá thẻ Hashcard sẽ có nhu cầu hướng tăng lên. Thì làm thế nào chúng tôi khác nhau? Thì ở đây trong quá trình có một cơ hội để thẻ chúng tôi về cái giá ICO và đạt được nhiều hơn bạn bao giờ nghĩ về một sự hưng Bitcoin. Thì nhưng Hashcard hoàn toàn khác biệt so với tất cả các loại Bitcoin hay Ethereum, thì Hashcard được thực sự blockchain hệ thống tài chính dựa và không có cái tập trung đằng sau của Hashcard. Vì cái phân cấp của cái dự án này thì đây là cái lợi ích kinh doanh do khái niệm phân cấp blockchain theo phi tập trung P2P, bảo vệ công nghệ blockchain cho cái phép lưu trữ dữ liệu tại các tập trung khác nhau qua cái ví và quá trình đóng góp. Ngoài cái việc khả năng truy cập vào khối mới nhất từ một cái nút hoạt động, hệ thống cũng sẽ tiếp tục xử lý dữ liệu bổ sung và bổ sung thêm các khối blockchain. Vì vậy không chỉ giữ dữ liệu truy cập, không chỉ là dữ liệu truy cập, hệ thống có thể tiếp tục hoạt động càng lâu càng có cái nút hoạt động trong cái hệ thống blockchain này. Vì vậy nếu một kẻ tấn công muốn tắt hệ thống để ngăn chặn xử lý thì họ sẽ cần phải đóng tất cả các nút trên blockchain và sẽ thậm chí làm hạn chế hơn để đạt được. Hay là quan hệ đối tác với các tập đoàn, thì trong quan hệ đối tác các tập đoàn thường tạo ra các ý định tốt nhất và cái với tất cả những cái thỏa thuận pháp lý cần thiết trong cái một nỗ lực để bảo vệ tất cả các ngành bên liên quan.
Thì đây chỉ là một trong số những lợi ích của doanh nghiệp có thể sử dụng công nghệ blockchain do cái cấu trúc phân cấp của nó. Với cái số lượng ngày càng tăng trong của doanh nghiệp thì tìm kiếm cái giải pháp mà một blockchain có thể cung cấp, chúng tôi chắc chắn rằng sẽ tìm thấy nhiều hơn lợi ích của việc cung cấp trong tương lai gần. Thì The Grid thuật toán ban đầu sẽ được tạo ra bởi Colin Bravo đối với dịch vụ giao lưu trực tuyến gọi là StarNet. Thì định nghĩa kỹ thuật số điện thuật toán Grid này là một cái password dựa phím chức năng nguồn gốc, có nghĩa là nó xuất hiện một cái khóa bí mật từ một mật khẩu. Thì Dirac Redmayne thiết kế một cái thuật toán được tính toán chuyên sâu để thực hiện, đòi hỏi một cái lượng lớn bộ nhớ để thực hiện. Thì ở dưới này nó có cái tính bảo mật của Hashcard. Thì blockchain công nghệ sổ kế toán phân phối Hashcard này tiềm năng dấu hiệu có thể chứng minh được nhiều giá trị hơn đồng tiền nó hỗ trợ. Thế nhưng nó chỉ có giá trị như nó được an toàn. Nhưng chúng ta bắt đầu đưa công nghệ sổ kế toán phân phối vào cái thực tiễn. Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các điều kiện ban đầu của chúng tôi đang thiết lập không được thiết lập, chúng tôi sẽ có vấn đề an toàn an ninh sau đây. Thì ở đây có thể một Hashcard dựa trên blockchain công cộng và hệ thống giao dịch ghi âm và cho phép bất cứ ai có thể đọc hoặc ghi giao dịch. Bất cứ ai cũng có thể tổng hợp và công bố các giao dịch với điều kiện họ có thể chứng minh rằng một cái lượng vừa đủ nỗ lực ghi vào. Làm như vậy thì họ có thể chứng minh bằng cách giải quyết câu đố mật mã khó khăn. Thì trong cái tổng thể Hashcard này, bởi vì không dùng được cái mặc định tin cậy để xác minh giao dịch, tất cả người dùng theo một cái thuật toán xác minh giao dịch bằng cách cam kết mềm và các phần cứng nguồn lực để giải quyết một vấn đề bằng cách brute force. Thì người dùng ra đến cái giải pháp đầu tiên được thưởng và mỗi cái giải pháp mới. Thì phân cấp này có thể đọc có ghi chép giao dịch, thì các giao dịch thẻ đã trông ngòi cho cái giao dịch thị trường chợ đen này. Sự riêng tư và an ninh của cái dự án này các bạn có thể thấy ở đây. Thì cho phép chúng tôi lưu giữ các tập tin có thể ghi lại cái địa chỉ IP của bạn là một cái phần của cái quy trình chống gian lận của chúng tôi, nhưng không khác hơn với các thông tin không được xác định trên và bạn có thể tổ chức với chúng tôi. Nếu như bạn có thể cho rằng chắc chắn rằng bạn sẽ đảm bảo cả hai bên bạn mật khẩu trong web và địa chỉ email của bạn có thể đăng ký với cái ví của bạn được mã hóa và sao lưu, chúng tôi không chịu trách nhiệm về sự thất bại của bạn, có biện pháp phòng ngừa an ninh tiêu chuẩn đến cái tiền tệ này. Thì đây là chương trình How HODL là cái Ethereum thông minh hợp đồng dựa trên cái hệ thống quản lý quỹ, do đó an ninh rất là cao và gần zero khả năng gian lận. Mỗi khi mỗi và mọi giao dịch sẽ được hiển thị trong công chúng, và đó là hệ thống đầu tiên dựa trên blockchain Ethereum. Thì hơn với 100 đồng xu và hơn 10 sở giao dịch thì Hashcore có thể mang lại những cái hàng ngàn LPP trên dây được phân loại hơn trong cái thời gian thực vào 10 lệnh độ. Thì ở đây cái với tất cả mọi exchange 24/7 khoảng cách về giá giữa exchange ôm bất kỳ cái nguy cơ lỗ nào, thì Hashcard được triển khai trên nhiều sàn, trường hợp xấu nhất là không có cái giao dịch. Thì đây là cái phần thưởng hàng tuần, yên tâm về cái HODL token của bạn. Về cái token này thì về họ hết token 100 đến 5.000 hết để thì sẽ thưởng 7% thường hàng tuần, từ 5.000 đến 25.000 hết thưởng 8% hàng tuần, từ 25.000 đến 100.000 hết thì được thưởng 10% hàng tuần, và hơn 100.000 hết thì 12% thưởng hàng tuần. Với hết hâu thưởng thì là thêm 3% tiền thưởng sau khi hoàn thành 4 tuần bổ sung, và 5% tiền thưởng sau khi hoàn thành tuần 8 bổ sung, 7% tiền thưởng sau khi hoàn thành bổ sung, và 10% tiền thưởng sau khi hoàn thành tuần 21. Thì sau khi hoàn thành tuần 21 sẽ có thêm 2% tiền thưởng mỗi tuần cho tất cả các nhà đầu tư. Về cái chương trình free sale bán trước và bán trong quá trình ICO chính thức này, thì quá trình bán trước với 404 triệu token với cái giá là 0,25 đô ở vòng 1, ở đây thì nó sẽ là 1 triệu token bán ra với giá 0,5 đô ngày thứ 5. 5 ngày. Vòng 2 là 1 triệu token bán ra là 0,6 đô 5 ngày, vòng 3 là 1 triệu token bán ra là 0,7 đô trong vòng 5 ngày. Vòng 4 là 1 triệu token bán ra là 0,8 đô trong vòng 5 ngày. Vòng 5 là 0 1 triệu token bán ra 0,9 đô trong vòng 5 ngày, và vòng 6 là 1 triệu token bán ra mỗi 1 đô trong vòng 5 ngày. Đây là những chương trình liên kết này. Và cái về Hashcard token các bạn có thể thấy ở đây là tiêu chuẩn mạng ERC20, tổng cung là 33 triệu Hashcard, và thời gian grant được sale 10 triệu, mỗi mã giá từ 0,25 đến 1 đô tùy từng thời gian thời điểm bạn đầu tư. Với cái thời gian grant sale là 30 ngày. Và cái blockchain này Ethereum lưu trữ phân cấp và chương trình tài chính là HODL. Đây là đội ngũ của Hashcard với cái đội phát triển và những cái con người có kinh nghiệm lộ trình của cái dự án này. Thì
kế hoạch triển khai là tháng 12 2017, tháng 12 2017 đây. Và hiện tại nó đang chương trình tháng 5 này triển khai chương trình Headcount bán trước và ICO đến tháng 6, và trong tương lai nó sẽ triển khai trên app mobile điện thoại tháng 9, 18 tháng 9 2018. Thì kết luận về cái dự án này thì các bạn có thể sử dụng cái này để quyết định thông báo đầu tư về cái dự án này không, để có thể xem xét về cái trang web chính thức hoặc là một số cái chính sách pháp lý lợi ích của cái dự án này. Thì ở đây đã có một số vài cái tiềm năng của Hescap, các bạn có thể vào đây tham gia ICO để nhận được những cái ưu đãi tốt nhất về cái dự án này. Thì trên đây là cái video của mình phân tích đánh giá review cái giấy trắng white paper của dự án Hescap này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.